Em bảo ai kém? Em bảo anh ấy. Anh nhìn thấy trên mạng bảy thế này là quá bình thường ấy, bảy mà thích không? Đây là anh. Cái gì đây là rồi? Em xem anh này. Em thấy cái gì chưa? Thích em cho em một phát nào. Thấy cái gì chưa? Em thử làm một lần thôi, cho anh xem coi nào. Em thử làm coi nào. Em cười gì? Không tí nhá. Em mà làm được. Em thích gì anh cũng chiều. Thích gì cũng chiều đúng không? Thích gì anh cũng chiều em luôn. Cái gì vậy bà nội? Trời ơi. Ủa rồi. Ê, ngon lắm. Sáng chưa ăn sáng rồi. À, chưa sáng. Em ăn làm hai ốm mười rồi. Quá non, quá non. Chào sáng ơi. Sáng chưa ăn sáng rồi. À. Anh khỏe hơn. Em khỏe hơn. Anh là khỏe nhất mà. Em nhìn chuột anh đây này. Anh là khỏe nhất mà. Em nhìn chuột anh đây này. Anh khỏe đi. Em biết khỏe đi. Hai thằng này như thế nào? Bây giờ đi vậy? Em khỏe hơn luôn mà anh Lùn cứ bảo khỏe hơn em ấy nhỉ? Lùn ơi, muốn biết ai khỏe hơn thì hãy thử trước với cái gậy lò xo này. Xem anh đi này. Người đẹp. Em thấy cái gì chưa? Anh là khỏe nhất thế giới. Trời ơi. Hết rồi, dừng. Em thấy cái gì chưa? Anh là khỏe nhất thế giới. Ôi trời ơi. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Em bà, hai đứa đều bà.